Nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu, gia đình Võ Bị Đà Lạt kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình Mẹ để thương nhớ những người mẹ Việt Nam suốt đời hy sinh vì con. Hình ảnh và slideshow được trình bày bởi Lỗ Chí Thần. Chương trình văn nghệ do một nhóm cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam cùng gia đình và thân hữu thực hiện.
quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Mẹ. Hình ảnh và slideshow được trình bày bởi Lỗ Chí Thâm. Đây là tiếng nói gia đình Võ Bị Đà Lạt. Chương trình văn nghệ do một nhóm cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam cùng gia đình và thân hữu thực hiện. Tới đây, chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần tới.